Minh Phương xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin về dịch Covid-19 trên kênh FBNC. Bản tin ngày hôm nay 27 tháng 5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, bệnh nấm đen nguy hiểm đối với bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ như thế nào? Thái Lan tiếp tục ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao kỷ lục. Malaysia ghi nhận kỷ lục buồn hơn 7.000 ca mắc mới một ngày. EU đặt mục tiêu 70% dân số trưởng thành được tiêm vaccine Covid-19 cuối tháng 7. Tại Việt Nam, bệnh nhân thứ 45 tử vong liên quan đến Covid-19 có nhiều bệnh nền. Bắc Giang, 3 cán bộ ngành y tế mắc Covid-19. Cách ly xã hội thêm 2 huyện ở Bắc Giang. Ca mắc mới liên tiếp tăng, Bắc Ninh ghi nhận 600 ca nhiễm Covid-19. Tính đến 18 giờ ngày 26 tháng 5, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã sắp vượt mốc 168.572.000 ca. Trong đó, số ca chữa khỏi là hơn 150 triệu ca và số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt mức 3,5 triệu ca. Theo đó, Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 33,9 triệu ca mắc, trong đó hơn 605.000 ca tử vong. Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới với số người nhiễm COVID-19 đã hơn 27 triệu ca và hơn 311.000 ca tử vong. Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới với số ca nhiễm hơn 16 triệu ca. Tuy nhiên, số ca tử vong ở quốc gia này đứng thứ hai thế giới với hơn 452.000 ca. Pháp đứng vị trí thứ tư với tổng số người nhiễm COVID-19 hơn 5,6 triệu ca, trong đó gần 109.000 ca tử vong. Mở đầu sẽ là những thông tin về tình hình tại Ấn Độ khi bi kịch chồng chất bi kịch, sự lây lan các ca nhiễm nấm đen trong bệnh nhân COVID-19 đang làm tăng thêm thách thức cho hệ thống y tế vốn đang căng thẳng tại quốc gia Nam Á này. Vậy thì nấm đen là gì, có lây hay không và nó tác động như thế nào đến bệnh nhân COVID-19? Chúng tôi sẽ giúp quý vị trả lời tất cả những câu hỏi này ngày hôm nay. Nấm đen là cách gọi địa phương cho căn bệnh Mononucleosis, một căn bệnh nhiễm trùng do nhiều chủng nấm gây ra. Triệu chứng đen hoặc đổi màu ở mũi, sưng và lòa mắt, đau ngực, khó thở, ho ra máu. Căn bệnh này có mối liên hệ chặt chẽ với bệnh tiểu đường và các tình trạng tổn thương hệ thống miễn dịch. Các chuyên gia cho rằng việc lạm dụng một số loại thuốc ức chế hệ thống miễn dịch trong suốt thời kỳ COVID-19 có thể đã làm gia tăng các ca nhiễm nấm đen. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy, bệnh Mucormycosis có tỷ lệ tử vong là 54%, có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh và các bộ phận cơ thể bị ảnh hưởng. Các bang trên khắp Ấn Độ đã báo cáo hơn 5.000 ca mắc nấm hiếm gặp này trong những tuần gần đây, chủ yếu ở những bệnh nhân mắc COVID-19 hoặc đang bình phục sau khi mắc COVID-19. Nấm đen không lây thông qua tiếp xúc giữa người hoặc động vật, nhưng nó lây lan từ các bào tử nấm có trong không khí hoặc trong môi trường và hầu như không thể tránh khỏi. Theo ông Kay Bujan City, người đứng đầu bệnh viện mắt chuyên khoa Narayana Neralaya ở thành phố Bangalore của Ấn Độ cho biết, vi khuẩn và nấm đã có sẵn trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng bị kiểm soát bởi hệ thống miễn dịch của cơ thể. Khi hệ thống miễn dịch suy giảm do điều trị ung thư tiểu đường hoặc sử dụng steroid, thì những sinh vật này sẽ chiếm ưu thế hơn và chúng bắt đầu sinh sôi, nảy nở. Các chuyên gia nói rằng điều kiện vệ sinh không đảm bảo có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh nhiễm trùng. Theo bác sĩ nhãn khoa Nishan Kumar của Bệnh viện Hinduja ở thành phố Mumbai, rất nhiều ô nhiễm trong các đường ống dẫn, bình oxy và các máy tạo ẩm đang được sử dụng. Do đó, nếu bệnh nhân bị ức chế miễn dịch và đã sử dụng các thiết bị này trong một thời gian dài, thì bệnh nấm đen ngày càng có cơ hội xâm nhập hơn. Tuy nhiên, quan điểm này vẫn đang gây tranh cãi. Bác sĩ S.B. Kalandri, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Khoa học Y tế Mahatma Gandhi ở bang Maharashtra lại cho rằng tình trạng ô nhiễm ở các bệnh viện đã có từ trước tháng 4, thời điểm gia tăng lây lan các ca nhiễm nấm. Chúng tôi cần có các nghiên cứu dịch tễ học để đánh giá lý do tại sao những ca bệnh này lại gia tăng. COVID-19 có liên quan đến một loạt các ca bệnh nhiễm trùng thứ phát do vi khuẩn và nấm khác. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng làn sóng đại dịch COVID-19 lần 2 của Ấn Độ đã tạo ra một môi trường hoàn hảo cho bệnh nấm đen. Trong bối cảnh Ấn Độ vẫn đang chìm trong làn sóng lây nhiễm mới, vấn đề lớn nhất lúc này chính là sự thiếu vật tư y tế. Vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho một máy bay quân sự chở các vật tư y tế, trong đó có 630 bình oxy, 5 máy tạo oxy, 50 máy thở và 50.000 hộp thuốc. Thông tin này đã được Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trên Twitter. Bao bì của các thùng viện trợ có dòng chữ của nhà thơ nổi tiếng của thế kỷ 13, Mivilana Rumi,
rằng sẽ có hy vọng sau tuyệt vọng, ánh mặt trời sẽ xuất hiện sau bóng tối, cùng với thông điệp gửi tình yêu từ Thổ Nhĩ Kỳ đến người dân Ấn Độ. Việc viện trợ này diễn ra theo lệnh của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Đây là sự phối hợp của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Công nghiệp, Công nghệ và Quốc phòng. Đề cập đến mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Ấn Độ đã có từ hơn một thế kỷ, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ấn Độ đã gửi viện trợ cho họ trong cả chiến tranh Balkan và chiến tranh giành độc lập và luôn sát cánh cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những khoảng thời gian thử thách, cho nên lần viện trợ lần này như một lời cảm ơn mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn gửi đến Ấn Độ. Tính đến ngày 26 tháng 5, Ấn Độ đã ghi nhận thêm hơn 3.500 ca tử vong mới trong 24 giờ. Tuy nhiên, số ca tử vong lại giảm đi đáng kể, còn hơn 196.000 ca, nâng tổng số ca nhiễm của COVID-19 lên 26,94 triệu ca. Trong khi đó, tại Thái Lan, vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế nước này đã tiếp tục ghi nhận thêm 41 ca tử vong do dịch trong vòng 24 giờ qua, trong khi số ca nhiễm vẫn ở mức cao là 2.455 người. Trong số đó có hơn 1.900 ca mắc cộng đồng và gần 480 ca mắc được phát hiện trong các nhà tù. Trong 24 giờ qua, đã có hơn 2.500 bệnh nhân hồi phục sức khỏe và xuất viện. Trong đợt dịch thứ 3 tính từ ngày 1 tháng 4, tổng số ca mắc của Thái Lan đã tăng lên gần 110.000 người và đã có hơn 64.000 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Số người chết tăng lên 779 người, mức tử vong kỷ lục trước đó là 34, được ghi nhận vào ngày 12 tháng 5 vừa qua. Còn tại Campuchia, sau khi đã cơ bản khống chế được đại dịch ở một số khu vực trọng điểm, giới chức nước này đang tích cực đẩy mạnh công tác tiêm chủng và theo số liệu từ Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 24 tháng 5 vừa qua, tỷ lệ tiêm chủng chống lại đại dịch COVID-19 đã tăng lên gần 23%, tương đương với khoảng hơn 2,2 trong số là 10 triệu người dự kiến sẽ được tiêm chủng. Cũng theo Bộ Y tế, trong số 2,2 triệu người được tiêm chủng, có hơn 1,6 triệu người đã được tiêm mũi thứ hai. Các thành viên của đoàn ngoại giao, nhân viên của các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và thành viên gia đình của họ cũng nằm trong số những người được tiêm chủng. Sáng ngày 26 tháng 5, chính quyền thành phố Phnom Penh và Ủy ban đặc biệt quốc gia về tiêm chủng COVID-19 đã khởi động chiến dịch tiêm chủng tại các quận Khan Chamkamon, Chepa Ampot và Khan Sesok. Và các vùng đỏ khác của thủ đô, Campuchia lên kế hoạch sẽ tiêm chủng cho khoảng 10 triệu người hoặc 62% tổng dân số chống lại COVID-19 đến nửa năm 2022. Hơn 95% dự kiến sẽ được tiêm. Vừa qua, trong phiên khai mạc của Đại hội đồng Y tế Thế giới, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi thúc đẩy tiêm chủng cho 10% dân số của mọi quốc gia trên thế giới trong tháng 9, sau đó sẽ mở rộng phạm vi lên 30% trước cuối năm nay. Nhiều quốc gia đang có các chính sách nhằm khuyến khích người dân đi tiêm chủng ngay khi vaccine sẵn có. Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 74 khai mạc hôm 24 tháng 5 và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 6 theo hình thức trực tuyến. Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục đe dọa sức khỏe và hạnh phúc của mọi người trên hành tinh, phiên họp trực tuyến kéo dài 9 ngày của Đại hội đồng Y tế Thế giới, cơ quan ra quyết định cao nhất của WHO, dự kiến tập trung vào sự chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Theo thống kê của WHO, hơn một năm sau đại dịch COVID-19, số ca bệnh trên toàn thế giới đã tăng gấp 40 lần, lên hơn 160 triệu người, trong khi số ca tử vong tăng 11 lần, lên hơn 3 triệu người. Những điểm nổi bật khác của chương trình nghị sự này bao gồm hoạt động của WHO trong các trường hợp y tế khẩn cấp, như ứng phó COVID-19, một chiến lược và kế hoạch hành động toàn cầu về sức khỏe cộng đồng, đổi mới và sáng tạo và sở hữu trí tuệ, khi WHO và một số thành viên kêu gọi từ bỏ sở hữu trí tuệ với các công cụ ứng phó COVID-19, đặc biệt là vaccine. Phát biểu tại Đại hội đồng Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, Đại hội đồng Y tế Thế giới năm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kiến trúc y tế toàn cầu trong tương lai và củng cố WHO để hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ của tổ chức. Tại phiên khai mạc hội nghị thường niên chính của WHO, ông Tedros đã tôn vinh sự hy sinh của các nhân viên y tế trên khắp thế giới trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Ông cho biết ước tính ít nhất 115.000 nhân viên y tế đã qua đời trong đại dịch. Người đứng đầu WHO cảnh báo sự bất bình đẳng tổng thể trong việc tiếp cận với vaccine đang dẫn tới kéo dài đại dịch. Hơn 75% tổng số vaccine COVID-19 chỉ được cung cấp cho 10 quốc gia trên thế giới. Ông Tedros kêu gọi những quốc gia có dự trữ vaccine lớn chia sẻ vaccine và hợp tác nhiều hơn để mở rộng quy mô sản xuất và phân phối. Ông nói hôm nay tôi kêu gọi các quốc gia thành viên hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ việc tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số của mọi quốc gia trước tháng 9. Người đứng đầu WHO đồng thời kêu gọi mở rộng phạm vi bao phủ lên 30% trước cuối năm. Vừa qua, Malaysia ghi nhận thêm 7.289 ca mắc COVID-19, cao nhất từ đầu dịch đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên số ca nhiễm mới theo ngày tại quốc gia Đông Nam Á này vượt ngưỡng 7.000 trường hợp. Trước đó, thì Malaysia đã có 6 ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm theo ngày hơn 6.000 bệnh nhân.
Bộ Y tế Malaysia cảnh báo nếu như người dân không tuân thủ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, nước này có thể đối mặt với số ca nhiễm theo ngày lên đến 8.000 ca trong tháng 6 tới. Tính đến nay, Malaysia ghi nhận tổng cộng hơn 525.000 ca mắc COVID-19 và hơn 2.300 ca tử vong. Hiện tại, Malaysia đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới, buộc chính phủ nước này phải áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại trên toàn quốc cho tới hết tháng 6 để ngăn chặn virus tiếp tục lây lan. Malaysia đã quyết định kéo dài thời gian cách ly bắt buộc với các trường hợp nhập cảnh vào nước này đối với công dân từ 4 quốc gia Nam Á. Theo đó, những người đến từ Sri Lanka, Bangladesh, Nepal và Pakistan sẽ phải cách ly 21 ngày tại các trung tâm cách ly chỉ định. Công dân Malaysia về nước hay người nước ngoài từ Ấn Độ đến Malaysia cũng phải cách ly 21 ngày. Với các nước khác, thời gian cách ly cũng kéo dài từ 10 ngày lên thành 14 ngày và sẽ cách ly thêm 7 ngày nữa trong trường hợp cần thiết. Người đứng đầu ngành y tế Noor Hisham Abdullah yêu cầu người dân tuân thủ các biện pháp chống dịch, quan chức chính phủ và 40% nhân viên doanh nghiệp tư nhân làm việc từ xa. Malaysia hiện là vùng dịch lớn thứ 3 Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines. Vừa qua, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci cho biết những đánh giá cho rằng dịch COVID-19 phát triển một cách tự nhiên là không thuyết phục, đồng thời kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra mở về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Tiến sĩ Fauci nhấn mạnh, ông không bị thuyết phục bởi ý kiến cho rằng dịch COVID-19 phát triển tự nhiên. Ông nêu rõ, tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục điều tra về những điều đã xảy ra tại Trung Quốc. Dĩ nhiên, những nhà điều tra về virus SARS-CoV-2 nói rằng virus này có khả năng xuất hiện từ một ổ dịch động vật, sau đó lây nhiễm cho các cá thể, nhưng cũng có thể là từ một tác nhân nào đó khác và chúng ta cần tìm ra tác nhân này. Đó là lý do tôi hoàn toàn ủng hộ tất cả các cuộc điều tra nhằm xem xét nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Tại Pháp, sau khi hứng chịu nhiều lời chỉ trích rằng chính phủ tiến hành tiêm chủng quá chậm chạp, mới đây, nước này đang đẩy nhanh quá trình này bằng cách nhân rộng mô hình tiêm chủng ngay trên xe hơi hoặc là xe máy để tiết kiệm thời gian cho cả nhân viên y tế và cả người dân. Vào ngày 25 tháng 5, Pháp bắt đầu tiêm chủng tại một trung tâm tiêm phòng trên xe ở Villepinte, gần thủ đô Paris. Vào ngày đầu mở cửa, cơ sở này đã tiêm được cho khoảng 800 người. Sau khởi đầu chậm chạp, chiến dịch tiêm chủng ở Pháp gần đây đã tăng tốc với 34,5% tổng dân số đã được tiêm ít nhất một mũi vào Chủ nhật và 14,5% người dân được tiêm hai mũi. Khai trương vào ngày thứ Sáu 21 tháng 5, điểm tiêm chủng ở Villepinte là trung tâm thứ hai tiêm chủng trên xe. Sau khi điền vào biểu mẫu, người dân sẽ được tiêm một mũi Pfizer hoặc là BioNTech. Sau đó chờ đợi 15 phút trên bãi đầu xe và rời đi. Một ưu điểm khác biệt là người dân không cần đặt lịch hẹn để tiêm vaccine tại trung tâm này, giúp việc tiếp cận với vaccine trở nên dễ dàng hơn. Pháp sẽ cung cấp vaccine COVID-19 cho tất cả công dân trên 18 tuổi từ ngày 31 tháng 5, sớm hơn 2 tuần so với dự kiến ban đầu là 16 tháng 5. Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết hôm thứ Năm 20 tháng 5, cho đến lúc đó, chương trình tiêm chủng của Pháp tập trung vào những người trên 50 tuổi hoặc có bệnh nền. Pháp đã dần nới lỏng lệnh phong tỏa kể từ đầu tháng 5 và hy vọng sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế vào cuối tháng 6. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đến cuối tuần này đã có 300 triệu liều vaccine được giao cho các nước thành viên Liên minh châu Âu và khoảng 400 triệu liều nữa sẽ được giao trong tháng 6 năm 2021. Đối với chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 hiện nay tại các nước EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen tự tin cho rằng châu Âu sẽ đạt mục tiêu đến tháng 7 năm 2021 có 70% dân số trưởng thành được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU kết thúc 2 ngày họp thượng đỉnh tại Brussels với việc thông qua đề xuất về giấy chứng nhận y tế cũng như lạc quan về tiến độ tiêm phòng vaccine COVID-19, nhưng lại chưa thể đồng thuận về các mục tiêu cắt giảm khí thải chống biến đổi khí hậu. Trong thông báo kết luận sau 2 ngày họp thượng đỉnh tại Brussels, Liên minh châu Âu cho biết đối với cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 hiện nay, các nước thành viên EU đã đạt được sự đồng thuận lớn về cả 3 chủ đề được bàn thảo, trong đó đáng chú ý là việc chính thức thông qua đề xuất về chứng nhận y tế hay còn được gọi là giấy thông hành COVID-19. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 tới, toàn bộ công dân các nước EU đã được tiêm phòng vaccine COVID-19, có chứng nhận miễn dịch hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được cấp một chứng nhận y tế, được sử dụng như giấy thông hành, cho phép những công dân này được tự do di chuyển trong nội bộ EU mà không cần phải tuân thủ các biện pháp bổ sung như xét nghiệm hay cách ly bắt buộc. Cuối tuần này sẽ có 300 triệu liều vaccine được giao cho các nước thành viên Liên minh châu Âu, và thêm khoảng 400 triệu liều nữa trong vòng tháng 6 2021. Do đó, châu Âu đang trên đường thực hiện được mục tiêu là có đủ liều vaccine để tiêm cho được 70% dân số trưởng thành của Liên minh châu Âu vào cuối tháng 7 2021. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết. Vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, hãng dược Moderna của Mỹ khẳng định vaccine ngừa COVID-19 của hãng có hiệu quả đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và không đặt ra vấn đề mới hoặc là nghiêm trọng nào về sự an toàn trong một cuộc thử nghiệm lâm sàng.
Thông báo này mở ra khả năng loại vaccine của hãng sẽ được cấp phép tiêm cho trẻ em ở độ tuổi đến trường từ tháng 7 tới. Giám đốc điều hành Moderna, ông Stephen Bancel cho biết, vaccine mRNA 1273 có hiệu quả cao trong phòng bệnh COVID-19 ở trẻ em. Trong cuộc thử nghiệm lâm sàng, Moderna đánh giá vaccine với hơn 3.700 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, trong đó có 2/3 được tiêm vaccine và 1/3 tiêm giả dược. Hai tuần sau khi tiêm liều thứ hai, các nhà nghiên cứu không phát hiện ca nhiễm nào trong nhóm được tiêm vaccine. Trong khi đó, có 4 ca nhiễm trong nhóm tiêm giả dược. Các nhà nghiên cứu cũng không phát hiện vấn đề nào về độ an toàn của vaccine, các tác dụng phụ phổ biến sau liều thứ hai là đau đầu, mệt mỏi, đau người và cảm lạnh. Hiện vaccine Moderna đã được cấp phép sử dụng đối với người từ 18 tuổi trở lên. Hãng cho biết đầu tháng 6 tới sẽ trình kết quả thử nghiệm lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và các cơ quan quản lý khác để xin phép sử dụng khẩn cấp. FDA cần khoảng 1 tháng để đánh giá tương tự nghiên cứu của Pfizer-BioNTech và đã cho phép sử dụng vaccine của hãng này cho độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi vào ngày 10 tháng 5. Nếu hồ sơ của Moderna được xử lý với thời gian như vậy, vaccine của hãng sẽ được cấp phép sử dụng từ đầu tháng 7 tới. Bộ Y tế cho biết tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 26 tháng 5, nước ta có thêm 115 ca mắc COVID-19, trong đó riêng Bắc Giang có 39 ca và Bắc Ninh là 64 ca. Như vậy, trong ngày 26 tháng 5, cả nước ghi nhận thêm 235 ca mắc COVID-19. Thông tin cụ thể các ca mắc mới trong tối ngày 26 tháng 5 như sau. Hà Nội có 9 ca, bao gồm 6 ca liên quan dịch tễ đến ổ dịch cũ và 3 ca liên quan dịch tễ đến ổ dịch công ty TNT đã được cách ly từ trước. Hải Dương có 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Thái Nguyên có 1 ca liên quan dịch tễ đến ổ dịch thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã được cách ly trước đó. Bắc Ninh có 64 ca, trong đó có 60 ca là F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca liên quan dịch tễ với bệnh nhân 5.156, 2 ca trong khu vực phong tỏa và 1 ca thông qua sàng lọc. Bắc Giang có 39 ca là các trường hợp trong khu vực phong tỏa liên quan đến các khu công nghiệp. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của tiểu ban điều trị, trong ngày có 59 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 26 tháng 5, Việt Nam ghi nhận 6.086 ca mắc COVID-19. Số ca mắc mới từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.027 ca. Đến nay đã có 2.853 ca đã được chữa khỏi và 45 ca tử vong. Liên quan đến một ca dương tính vừa được ghi nhận, tỉnh Hải Dương đã phát thông báo khẩn tìm người đến 8 địa điểm liên quan. Đáng chú ý, bệnh nhân dương tính này là trường hợp F2 trước đó. Theo đó, thành phố Hải Dương khẩn tìm những người dân đã đến các địa điểm sau, cần nhanh chóng khai báo y tế với Ủy ban Nhân dân phường xã hoặc trạm y tế xã phường gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch và lấy mẫu xét nghiệm. Một cửa hàng siêu thị bánh tráng Tana, địa chỉ ở 4B2 khu tập thể Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5. Hai khu vực chợ và xung quanh chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5, tại các vị trí như sau. Hàng bán thịt lợn, vị trí đi từ đường Minh Khai vào chợ, cửa hàng ở bên tay trái. Hàng bán rau phía gần vườn hoa chéo đường Nguyễn Du. Hàng bán tôm của chị Phạm Thị Thanh. Hàng bán thịt bò trên đường Sơn Hòa. 3. Khu vực chợ và xung quanh chợ Tân Kim, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 21 tại các vị trí như sau. Cửa hàng Ánh Luyên có bán thịt bò khô, hàng bán rau bí, hành. 4. Khu vực chợ và xung quanh chợ Hội Đô, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, trong khoảng thời gian buổi sáng các ngày từ 15 đến ngày 21 tháng 5, tại các vị trí như sau. Khu vực khai báo y tế tại cổng chợ, hàng bán rau răm, hàng bán quất, hàng bán chanh, hàng bán khoai sọ và hàng bán xoài ở dãy hoa quả ở giữa chợ. 5. Cửa hàng Vinmart số 90 Bình Minh, thành phố Hải Dương, khoảng thời gian từ 16 giờ 20 phút đến 20 giờ 50 phút ngày 19 tháng 5. 6. Cửa hàng Vinmart số 616 đến 618 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, vào khoảng thời gian từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5. 7. Điểm giao dịch tại Vietcombank Trần Hưng Đạo và Vietcombank Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, thời gian đang liên hệ xác minh lại. 8. Điểm đóng tiền điện tại số 8 Mạc Hiển Tích và điểm đóng tiền nước số 54 Mạc Hiển Tích, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, trong ngày 14 tháng 5. Thưa quý vị, chiều tối qua, tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thông báo về ca tử vong thứ 45 liên quan đến COVID-19 ở nước ta. Cụ thể, ca tử vong thứ 45 là bệnh nhân nữ 67 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, suy tim và viêm dạ dày mãn tính. Bệnh nhân được đánh mã số là 3760. Ngày 11 tháng 5, bệnh nhân này nhập viện Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách ly điều trị với chẩn đoán viêm phổi trên bệnh nhân tăng huyết áp, suy giáp, đái tháo đường, béo phì.
Ngày 12 tháng 5, bệnh nhân xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng nhiều phương pháp như kháng sinh phổ rộng, thở máy và lọc máu liên tục, chống đông. Bệnh nhân được Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn 3 lần và được nhóm bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tăng cường hỗ trợ điều trị tại chỗ hàng ngày. Tuy nhiên, đến ngày 25 tháng 5, diễn biến bệnh tình nặng dần, xuất hiện tình trạng suy tim, sốc nhiễm khuẩn. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để điều trị. Trên đường vận chuyển, bệnh nhân xuất hiện cơn ngừng tuần hoàn lần 1. Tối cùng ngày, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân có tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn lần 2. Đêm cùng ngày, bệnh nhân ngừng tuần hoàn lần 3. Và bệnh nhân tử vong trong đêm 25 tháng 5, chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, suy tim trên bệnh nhân tăng huyết áp, suy giáp, đái tháo đường, béo phì. Thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng cho biết, hiện nay tỉnh này đang khẩn trương thực hiện điều tra dịch tễ của một bệnh nhân COVID-19 thuộc chùm ca bệnh của tập đoàn TNT Hà Nội. Cụ thể, bệnh nhân trên thuộc chùm ca bệnh của tập đoàn TNT có từng đến làm việc tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Qua điều tra, cơ quan chức năng ghi nhận ngày 12 tháng 5, bệnh nhân đi máy bay từ Hà Nội vào Cần Thơ, sau đó đi Grab đến thị xã Vĩnh Châu, ở cùng với một thanh niên làm việc tại Điện gió Hòa Đông, Vĩnh Châu. Ngày 13 tháng 5, bệnh nhân cùng anh này đến một chi nhánh ngân hàng để thực hiện giao dịch. Tại đây, bệnh nhân làm việc với hai nhân viên của ngân hàng. Trong quá trình làm việc, bệnh nhân mang khẩu trang không thường xuyên. Qua trích xuất camera cho thấy, ngoài những người kể trên, trong quá trình làm việc, bệnh nhân không tiếp xúc với ai khác. Ngày 14 tháng 5, bệnh nhân di chuyển lên Cần Thơ và đi máy bay về Hà Nội. Sáng ngày 23 tháng 5, bệnh nhân có triệu chứng ho nhẹ, đau họng. Qua kết quả xét nghiệm ngày 23 tháng 5 có kết quả nghi ngờ, ngày 24 tháng 5 có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đang chỉ đạo điều tra dịch tễ quá trình bệnh nhân ở Vĩnh Châu và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những trường hợp tiếp xúc gần. Kết quả đã xác định được 7 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, địa phương đã vừa phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là cán bộ ngành y tế. Theo đó, Bắc Giang ghi nhận 3 ca dương tính là nhân viên y tế bị lây nhiễm khi làm nhiệm vụ, gồm 2 người ở tuyến huyện, 1 người ở tuyến xã. Đây là các ca được phát hiện trong số 375 ca mắc COVID-19 ghi nhận ngày 25 tháng 5 của tỉnh. Ngay sau khi nhận thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho cán bộ, người lao động khi thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh tại địa phương này đang nóng hơn bao giờ hết khi số ca dương tính lên tới hàng trăm ca mỗi ngày. Để gấp rút sàng lọc, lực lượng chức năng Bắc Giang trong ngày hôm qua đã tiến hành đến tận nhà dân để lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2. Ghi nhận số ca mắc liên tục tăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã quyết định cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng thêm 2 huyện là Hiệp Hòa và Yên Thế kể từ 12 giờ ngày hôm qua 26 tháng 5. Hai huyện này có khoảng 348.000 dân, trong đó huyện Hiệp Hòa có gần 238.000 dân và huyện Yên Thế với 110.000 dân. Hai địa phương này sẽ thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã. Thực hiện theo chỉ thị, người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu. Trong thời gian hai địa phương thực hiện cách ly xã hội, ngành chức năng của tỉnh Bắc Giang sẽ hướng dẫn người dân duy trì sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Chỉ sau 3 tuần bùng phát dịch, tính đến ngày 26 tháng 5, Bắc Giang đã ghi nhận hơn 1.450 ca mắc COVID-19. Tỉnh này đã cách ly xã hội 6 trên 9 huyện trực thuộc, giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang, phong tỏa 157 thôn, tổ dân phố và 4 xã phường thị trấn, giãn cách xã hội 31 xã phường thị trấn và 18 thôn, tổ dân phố. Thưa quý vị, sau tâm dịch Bắc Giang, hiện tình hình dịch bệnh tại Bắc Ninh cũng có những diễn biến phức tạp, khi địa phương này liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 khoảng 600 ca tính đến ngày 26 tháng 5. Đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 56 xã, phường, thị trấn có ca mắc COVID-19 với 111 ổ dịch, liên quan đến các huyện, thành phố như Thuận Thành với 403 ca, thành phố Bắc Ninh 48 ca, Yên Phong 31 ca, Quế Võ 26 ca và 5 huyện còn lại ghi nhận tổng cộng 48 ca. Tổng số các trường hợp F1, F2 là 37.012 trường hợp, trong đó trường hợp F1 là 4.806 trường hợp. Số công nhân mắc COVID-19 liên quan đến các công ty tại khu công nghiệp là 88 ca, trong đó 85 ca ghi nhận tại Bắc Ninh và 3 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang. Có 150 trường hợp nghi nhiễm đang được theo dõi tại cơ sở y tế trong tỉnh. Trong ngày, rà soát phát hiện thêm 66 trường hợp F1, lũy kế toàn tỉnh có gần 4.900 trường hợp F1.
Thời gian qua, tỉnh đã ghi nhận trung bình gần 30 ca mắc mới trong ngày. Hiện Bắc Ninh đã thiết lập 98 vùng cách ly y tế thuộc 57 xã phường thị trấn, 4 trên 8 huyện áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16, 3 trên 8 huyện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Thành phố Bắc Ninh đã thành lập 114 điểm chốt cấp phường, trong đó có 84 chốt cứng và 30 chốt mềm. Số bệnh nhân nặng được điều trị tại tỉnh này cũng khá nhiều, có đến 30 người. Trong đó có 7 bệnh nhân phải thở máy HFNC và 23 bệnh nhân phải thở mát oxy. Liên quan đến việc tăng cường tiêm ngừa vaccine, hôm qua Sở Y tế Bắc Ninh đã tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt thứ 3 năm 2021 tại hai điểm tiêm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh. Theo đó, đã có hơn 300 cán bộ y tế được triển khai tiêm vaccine COVID-19. Nhóm cán bộ được tiêm trong dịp này gồm nhân viên y tế, những người làm công tác điều tra dịch tễ, xét nghiệm, khám bệnh và những cán bộ y tế đã được tiêm mũi 1 trước đó. Công tác tiêm chủng được diễn ra theo đúng quy trình trước và trong quá trình tiêm. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đều bố trí các đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Trước đó, ngành y tế tỉnh này đã tiêm chủng được 2 cho hơn 15.900 người. Mới đây, tỉnh Đắk Lắk đã dỡ bỏ phong tỏa đối với khu dân cư tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột với khoảng 150 người dân sinh sống. Trước đó, nơi này đã phát hiện 2 ca bệnh COVID-19. Trước đó, ngày 8 tháng 5, khi phát hiện có bệnh nhân COVID-19, địa phương đã có quyết định phong tỏa khu vực hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành. Khu vực này có hơn 40 hộ dân. Ngay sau khi phong tỏa, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 cho toàn bộ người dân vào ngày 9 tháng 5. Đến ngày 21 tháng 5, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giám sát theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân, đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong các bản tin chiều ngày hôm nay. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi.